các bạn nhấp đích. Để đăng nhập vào cái ứng dụng này, các bạn không có mã gian hàng, tên đăng nhập và mật khẩu. Đây là giao diện bán hàng chúng tôi thiết kế dành riêng trên máy tính, trên màn hình cảm ứng. Nó rất rõ ràng, đơn giản, dễ sử dụng. Để thiết lập máy in hóa đơn, các bạn nhấn vào thiết lập in hóa đơn ở đây. Ví dụ, tôi có khu sân vườn và phòng lạnh. Các bạn muốn khu sân vườn sẽ in ra máy in hóa đơn nào thì các bạn chọn ở đây, phần mềm sẽ tự động dò trong hệ thống của các bạn có những chiếc máy in nào. Ví dụ tôi chọn chiếc máy in ở đây là chiếc máy in hóa đơn và sau đó tôi nhấn lưu. Và tương tự như vậy với phòng lạnh. Đây là khi các bạn nhấn in hóa đơn, nó sẽ tự động có thể ra chiếc máy in đó. Tương tự các bạn có thể thiết lập để nó in cái khu bếp bài. Đối với phần mềm Nhân Trí Shop thì có thể chia ra nhiều khu in bếp bài, ví dụ như là khu đồ Á, khu đồ Âu, khu đồ nước. Rất là đơn giản, các bạn nhấn vào thiết lập và thiết lập máy in chế biến. Ở đây tương tự các bạn dễ dàng chọn được chiếc máy in. Thì với cái quy trình order xong chuyển lại in xuống nhà bếp, khu pha chế rồi sau đó chúng ta in hóa đơn thì được thiết lập một cách rất đơn giản tại cái phần mềm Nhân Trí Shop. Thì lưu ý ví dụ này, ngoài việc chúng ta bán hàng được trên máy tính thì chúng ta có thể bán hàng được trên cái màn hình cảm ứng, màn hình touchscreen và một số hệ thống chuỗi thông thường sử dụng. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với số hotline 0906 799 838 để được tư vấn và hỗ trợ.